OK, xin chào mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái bài thuốc về nó trị về cái bệnh nấm móng tay móng chân nha người ha. Nấm móng tay móng chân. Thì mình cũng đây nấm móng tay móng chân đây mọi người, đó mọi người thấy không, đó ghê chưa đó. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ cho mọi người một bài thuốc, hai bài thuốc chứ, hai bài thuốc trị rất là hiệu quả về nấm móng tay móng chân đó. Thì nó cũng đơn giản mọi người ha. Thì nấm móng tay móng chân mọi người cũng biết rồi, trời ơi nó ghê lắm. Nó về cái mặt thẩm mỹ thì nó ghê lắm mọi người. Người ta thường đi làm móng tay móng chân này sơn nọ, sơn màu này màu nọ lên cho đẹp. Những người nắm móng tay móng chân đâu có dám làm gì đó, mà về bởi vì về mặt mỹ thuật đó, nó không có được thấy đẹp, mà nó khó chịu lắm đó. Tay chân lúc nào cũng ngứa ngáy, rồi nó sưng lên hai cái khóe, mấy cái khóe này sưng lên nè đó, mệt mỏi lắm mọi người. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ cho mọi người về cái bài thuốc trị nấm móng tay móng chân, hai bài thuốc ha. Thứ nhất đây mọi người thấy cái gì không? Buổi chiều nó khép là hết rồi mọi người. Đây là rau sam nha mọi người ha, sam đất nha. Buổi chiều nó khép lá là hết nè. Thì là cái lá này không phải bông 10 giờ đâu nha mọi người nha. Bông 10 giờ là cái lá nó dài hơn, cái lá nó nhỏ, nó tròn tròn hơn mà nó dài hơn. Còn bông, cái lá này không phải bông 10 giờ đâu nha. Cái này là sam, rau sam nha người ha, rau sam. Mình ngắt có mấy đọt thôi đó. Nhà cũng, nó hình như nó đâu đâu cũng lên được cây hay cây. Mình ngắt mấy đọt mình chia sẻ cho mọi người. Để đó mốt nó ra trái, ra hột nó lên nhiều hơn. Chứ nhổ lên thì mì mốt mất giống đó. Rau sam thì mình ăn sống vẫn ngon ha mọi người ha, rất là ngon. Nó hơi chua chua nhưng mà ăn nên thuốc á. Thì mình chia sẻ cho mọi người cái bài thuốc trị nấm móng tay móng chân từ cái rau sam nha mọi người ha. Rồi một hồi mình chia sẻ cho mọi người về bài thuốc về cây khác, mọi người nhớ xem hết video nha mọi người nha. Thì nếu rau sam á, rau sam đất này nè, rau sam mình nè, rau sam thì mọi người cũng biết rồi, ai không biết rau sam đúng không đó. Rau sam thì mọi người kiếm cho mình nó là tươi nè nha mọi người ha, 50 gram tươi nha mọi người đó, 50 gram tươi rau sam. Mọi người rửa thật sạch đi ha, thật sạch đi. Mọi người lấy cho mình là nửa muỗng cà phê muối ăn mình á, nửa muỗng cà phê muối ăn nha mọi người ha. Chiều muối dữ lắm. Ở đây cao su không mọi người thấy không? Tóc u. Mọi người lấy cho mình là một nửa muỗng cà phê muối ăn, đó, nửa muỗng cà phê muối ăn và 50 gram cái rau sam đất này, rau sam này. Mọi người đâm nát hết, trộn chung nhau đâm nát hết. Muối và rau sam đâm nát hết, dắt ra lấy nước. Dắt ra lấy cái nước đó, bỏ bả đi. Xong mọi người lấy cái tăm bông á nha, mọi người lấy tăm bông á, chấm vô cái nước đó. Xong rồi chấm vô cái móng tay móng chân mình, chấm vô nha, chấm ướt đều, chấm hết vô đó. Một ngày mọi người cố gắng làm cho mình từ 3 đến 4 lần nha người ha. Mọi người làm phải từ tầm giá, phải tầm dần. Móng tay móng chân mà mọi người làm ít nhất là phải nửa tháng, 10 ngày đến nửa tháng thì mình mới thấy được rõ ràng cái kết quả của nó nha người ha. Chứ đừng có 1-2 ngày mình thấy không có gì hết, mình nản, không có đâu. Mọi người là phải làm cho mình ít nhất phải 10 ngày đến nửa tháng thì mọi người mới biết được cái kết quả rõ ràng của nó nha người ha. Đó, cái đó là bài thuốc về cây sam đất, cây sam, rau sam á. Cây rau sam mình nó cộng với lại muối mà nó trị bị nấm móng tay móng chân rất hay. Rồi bài thuốc thứ hai nha mọi người ha. Thì bài thuốc thứ hai thì đơn giản lắm mọi người. Mọi người biết nhà nào có trồng á cái trà tươi, cái chè, cái trà mọi người, cái mình để mình uống á, người Bắc thì kêu bằng chè, người Nam thì kêu bằng trà.
Có một số anh em bình luận kêu trà với chè khác nhau, mình không biết khác chỗ nào không biết. Người ha, thì cái chè nếu người Bắc thì kêu bằng cái chè, còn người Nam thì kêu bằng cái trà. Dùng tươi nha mọi người ha, mình kiếm tươi. Nếu nhà không có ra chợ mua, thường có mua chợ thì thấy người ta bán hơn người ha, chè tươi hoặc trà tươi là một thôi. Đó. Mọi người kiếm cho mình 50 gram trà tươi. Đó, 50 gram nha mọi người ha, rửa sạch đi. Đó, rửa sạch. Mọi người xắt nhỏ 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 khúc 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 ra. Đó. Bỏ vô một cái nồi nhỏ. Mọi người bỏ cho mình là 10 gram phèn chua. Phèn chua nha người, chứ không phải là đường phèn nha, phèn chua. 10 gram phèn chua và 50 gram chè tươi, trà tươi. Đổ cho mình 250 ml nước, có nghĩa là một xị á. Đổ mình một xị nước, 1 lít có 4 xị, đổ một xị là 250 ml nước đổ vô. Nấu sôi lên. Nấu sôi khoảng 5 phút, sôi lên xong khoảng 5 phút sau tắt lửa. Sau khi mình tắt lửa đó, nhấc nó xuống. Cái tay và cái chân mình á, nó đang bốc khói lên á, đang bốc hơi lên á, đang bốc hơi lên. Cái tay chân mình hơi, cái hơi xông hơi nó nha, xông hơi nó. Nha, mình xông. Xông tay xông chân luôn. Đó, mình xông 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 xông, xông xông vậy nè. Đó, cái hơi bốc lên mình cứ xông 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 xông. Đó. Đến khi nào nước nó ấm, nó nguội rồi, nó ấm rồi, nó ấm mà mình để vô được, để vô luôn. Để tay chân vô luôn. Đó. Chừng nào nguội hẳn rồi thôi. Nghe người ha. Đó là cách trị nấm móng tay móng chân. Rất là hay, đơn giản, dễ tìm, dễ làm nữa. Không cần thôi, cái bệnh móng tay móng chân mọi người đi trị thuốc tây hoặc là trị bệnh viện, trời ơi, cực kỳ nó mệt lắm. Đủ thứ loại chuyện hết. Người ta phải là xác định cái bệnh mình đến mức nào, nặng đến mức nào rồi này nọ, nhiều nhiều chuyện lắm. Nếu anh em mà không có thích đến, mình không có phải là mình nói về y nó dở, nhưng mà anh em không thích đến, không có thời gian này nọ rồi. Tại vì đến bệnh viện đâu phải là mình đến vô khám liền đâu, mình chờ đợi ui tùm lum hết à, chứ không phải đơn giản là đến không vô khám liền, chúng mình đi mua đồ đâu. Cho nên là nếu anh em nào cảm thấy ngại đến bệnh viện thì hai bài thuốc này mọi người cứ áp dụng làm. Và lưu ý thuốc nam mọi người làm kiên trì, không có làm một ngày một bữa hết đâu nghe mọi người nghe, làm cứ kiên trì làm ít nhất cái hai bài thuốc này, ít nhất mọi người làm từ 10 đến nửa tháng, từ 10 đến 15 ngày để mới có kết quả rõ rõ rệt, chứ làm 5-3 ngày mình không có thấy kết quả rõ rệt đâu mọi người. Đó rồi, hôm nay mình cũng chia sẻ cho mọi người xong cái bài hai bài thuốc về trị nấm móng tay móng chân từ cây rau sam ha, từ cây rau sam cộng với nửa muỗng muỗng cà phê muối đâm lấy nước trét lên. Rồi chè thì cộng với 50 gram chè, 50 gram chè tươi cộng với lại 10 gram phèn chua. Đổ 250 ml nước, một xị nước vô, nước sạch vô, nấu lên sôi lên xông khói xông hơi nó, bắt đầu là nguội, đổi để tay vô luôn, để chân vô luôn. Rồi làm kiên trì từ 10 đến 15 ngày sẽ kết quả rõ rệt. Rồi, ok. Hết video ha mọi người ha. Rồi, cuối video hãy xin cảm ơn tất cả mọi người. Đã đồng hành ủng hộ và chia sẻ những nỗi buồn niềm vui của Hải trong suốt quãng thời gian qua, để Hải có động lực để Hải hãy làm những video nhiều hơn, chia sẻ những video nhiều hơn có ý nghĩa hơn, để giúp đỡ được một phần nào số ít trong xã hội, phần nào những người có hoàn cảnh khó khăn. Rồi cuối video Hải xin chúc mọi người và gia đình có sức khỏe dồi dào và thành công trong cuộc sống. Ok, Hải tới đây video Hải tới đây Hải xin kết thúc. Bye bye mọi người.